qua, theo dõi báo chí, bà con tiểu thương chợ Phan Đình Phùng, phường Thánh Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột thương cảm và đứng ngồi không yên trước tình hình mưa liên tục. Hàng triệu đồng bào miền Trung phải chịu cảnh mất nhà cửa, tài sản, đói rét nên đã kêu gọi mọi người quyên góp nếp, thịt để nấu bánh chưng gửi bà con đang gặp hoạn nạn. Tiểu thương chợ Phan Đình Phùng và các hộ gia đình ở tôi khỏi Dung Quốc 1 này thì chung tay đóng góp. Và trong khi thấy miền Trung lũ lụt, bà con rất là khổ cực, không có cái để ăn. Nên là bà con chúng tôi là rất là động lòng và thương xót. Nên thành ra là đồng lòng mỗi người mỗi ít để đóng góp giúp bà con vượt qua cái khó khăn này. Số bánh này là chắc phải nấu là phải trong 2 đến 3 ngày tại vì số lượng là rất là nhiều. Nên không thể nào nấu trong một ngày được. Khi đã xong rồi là có xe sẽ vận chuyển liền, sẽ tới cho bà con. Sau một ngày kêu gọi, hơn 1 tấn nếp cùng hàng trăm kg thịt và nhiều nhu yếu phẩm đã được bà con tiểu thương chợ Phan Đình Phùng và người dân trên địa bàn các phường Thành Nhất, Tân Tiến quyên góp. Bà con tiểu thương bắt tay ngay vào việc gói bánh Tết để kịp gửi ra cho đồng bào miền Trung. Dự kiến trong dịp này, ngoài các nhu yếu phẩm như sữa, nước uống, trứng gà luộc, đợt này bà con tiểu thương sẽ nấu khoảng 3.000 cái bánh tét và sẽ nấu thêm nếu đồng bào miền Trung có nhu cầu. Những ngày này, hội trường tổ dân phố 9, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột được trưng dụng làm nơi gói bánh tét. Toàn bộ khu vực trong và ngoài hội trường gần như kín chỗ để dụng cụ gói bánh. Mỗi người một việc và tất cả đều cố gắng khẩn trương để những chiếc bánh chưng được hoàn thành và sớm đến tay người dân vùng lũ. Thấy được việc làm ý nghĩa của bà con, tiểu thương chợ Phan Đình Phùng, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể xã hội, nhiều người dân trên địa bàn thành phố đã cùng đến phụ giúp bà con tiểu thương để việc nấu bánh sớm hoàn thành, kịp chuyển ra miền Trung. Thì lúc sáng em đi chợ em thấy mấy chị đóng góp là người góp gạo, người góp thịt để làm bánh á, rồi mấy cô này ở xa lên để phụ giúp gói nè, thì em thấy vậy thì em vô em xin cho em phụ một tay thôi. Dạ, nói chung là mấy chị có cụ thêm có công, em vô em phụ giúp mấy chị cho nó nhanh đó mà. Bây giờ là thấy đồng bào miền Trung lũ lụt khổ thì tất cả phụ nữ tổ dân phố 9 và mạnh thường quân thì là người thì có công, người có của, thì anh em chị em chung tay tất cả là tổ dân phố 9 và chị hội phụ nữ của tổ dân phố 9 để giúp mỗi người một tay một chân để ủng hộ đồng bào miền Trung cho qua cơn hoạn nạn. Sau khi nấu chín, bánh tét sẽ được bà con tiểu thương chợ Phan Đình Phùng, thành phố Buôn Ma Thuột chuyển ra miền Trung một cách sớm nhất. Cùng với nhân dân cả nước, những việc làm ý nghĩa nhân văn vì miền Trung ruột thịt của bà con tiểu thương và nhiều người dân tỉnh Đắk Lắk đã cho thấy truyền thống, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, qua đó hỗ trợ tiếp sức để miền Trung thân yêu thêm vững tin vượt qua giai đoạn khó khăn này.